Đây rồi nhà em ơi, đây rồi. To thế, to quá nhà em ơi. Cắm tay đâu. Hàng khủng rồi các bác ơi. Hàng khủng rồi anh em ơi này. Đấy, úi giời ơi. Úi trời ơi. Úi trời trời ơi. Đấy, nick nick anh em ạ. Đây rồi anh em ơi. To to rồi ha. Phê rồi. Hello, xin chào 500 anh em nhé. Mưa phùn bẩn như chuột lột các bác này. Nhìn đây, dép đính má đất luôn. Em vừa chở đồ lên đây, bây giờ anh em ta gỡ đồ đi cầu qua nha. Đúng đồ luôn đấy. Đường sáng này bẩn quá, mưa các bác ạ. Để này một tí nó dính đất hết vào xe cộ đi khó đi lắm. Thôi cho anh em ta vận chuyển được hái này ra trước, cái này tí em còn lấy sau. Đây, từ tôm này các bác này. Hôm nay trời nó không được nắng lắm nên tôm chưa ươn. Em vừa mua ở chợ này. Cái tôm này nó cứ phải để nó ươn ra câu thì nó mới nhạy các bác ạ. Anh em nhìn thấy cái lỗ huyền thoại của em hay câu. Hôm nay trời mưa thì khả năng là tôm sẽ lên nhiều các bác ạ. Mưa mấy ngày hôm nay ướt át lắm. Coi những chân tay thì bé bét luôn. Vận chuyển bằng đồ vào đây, vận chuyển 2 chuyến này mới hết được. Cặp em ba đồ vừa đi vào một chuyến ở trong kia rồi. Đúng là đi đi đầy các bác ạ, chứ không phải đi cổ rồi. Mấy anh em đi đầy đầu hết vài các bác ơi. Sao chống đồ mà. Đây. Rồi. Cái lỗ của em đục hôm trước các bạn. Bởi vì em đi câu thì em sẽ đục trước một hôm, chứ anh em mà đến câu ấy, đục cái bọn rô nó thấy động mà nó chạy ngay. Mà nó chạy thì không bao giờ nó quay lại đâu. Thế là mình cứ đục trước 1-2 hôm đi. Cái này em đục hôm kia đúng không? Hôm kia. Đẹp quá ạ. Đẹp mất thôi bẩn ấy. Cắm xả vô đồng của anh em ta đây với lại tép. Thì bây giờ anh em ta phải xả cám cho nó tụ vào mới câu được các bác ạ. Cứ giải bề mặt ấy, cho nó đớp. Cứ giải từ từ anh em biết, đừng giải phát hết. Cứ giải từ từ không này nó quặn phản anh em lại giải nước nữa. Đấy. Ok. Vừa mới xào bây giờ anh em ta đi nhấp cá bên ngoài đó, xong rồi tí mới vào đấy câu sau anh em. Nhấp mấy cái lỗ hôm nọ em cũng đục này. Em đưa con nào. Đây rồi, ý già. Đấy, em đang nuôi cái này, nó nick ngay các bác này. Ok, mời chú. Quá đẹp luôn. Này các bác này. Chú đầu tiên. Ok. Đang định nhấc lên thì nó cắn luôn. Vào đây. Đấy. Gió quá. Đây rồi. Đẹp các bác ơi. Đẹp. Đẹp quá anh em ơi. To nha. Nằm đi. To. Đó. Vào đây. Đấy.
này con. Úi giời ơi, úi trời ơi, ôi trời, trời ơi, trời ơi em ơi, bà ơi nhấp phát ăn ngay, vào đây vào đây, bà con, quá đẹp quá đẹp. Đấy, nick nick anh em ạ. Đây rồi anh em ơi. To to rồi ha. Phê 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 rồi. Phê rồi anh em ơi, to. Đấy, những cái lỗ này nay đi nhấp này hay anh em ạ. Đẹp đẹp. Đẹp quá, đẹp quá. Con này to quá anh em ạ. Này. Phê. Anh em ơi, phê phê phê. Mau mau vào cái thùng. Đi. Đúng rồi. Đấy, anh em nhấp những cái gì này hay này. Đấy. Thử vẫn thử cái lỗ này tiếp xem có con nào. Vẫn còn anh em ạ. Đấy đấy. Đấy đấy. Rồi 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 rồi. Nhanh gọn anh em ơi. Mày. Đẹp đẹp đẹp. Đẹp rồi, đẹp rồi. Đây rồi, ui giời ơi, vàng 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 tươi anh em ơi. Con này đẹp quá. Này các bác nhìn này, nó đúng cái bụi rìa bèo mới cỏ luôn. Nó phải như thế. Đúng rìa bèo cái cỏ này, bọn này hay hay núp ở trong đây quá. Đây rồi. Đây rồi. Hàng to rồi. To chưa anh em này. Đẹp quá. Wow. Đấy, anh em thấy có phê không? À. Em bị nhấp ở chỗ này mà nước đến lông quá. Lông hơn trên ruộng. Đấy rồi. Đấy. Lịch ngay các bác này.
hiểu chưa? Đấy. Này, anh em ơi, rô đẹp chưa? Đấy. Ôi, từ nãy giờ đi giật được nhiều phết đấy anh em ạ. Đi nhấp một nút quay quá trình cái dép này. Tỉnh chưa? Nó đi nó nặng chân lắm. Bắn hết rồi. Bây giờ anh em tao đánh ổ. Trời ơi. Nặng bịch. Thêm khoảng 1 cân đất nữa các bác ạ. Đấy, hút ngay anh em ạ. Hút ngay các bác ạ. Hey. Đầy rồi anh em ơi. Đầy rồi anh em ơi. Úi dồi. Chết rồi. Đầu con nó gắt thiệt rồi mất. Tiếc quá. Đây rồi anh em ơi, đây rồi. To thế. Khó quá anh em ơi. À, cắm tay đâu. Trời. Hàng khủng rồi các bác ơi. Hàng khủng rồi anh em ơi này. Do cái chân của em này. Mưa gió là còn đẹp quá. Nó rút khiếp thật các bác ạ. Một phát chụp luôn. Đấy. Như thế đẹp, nó phải như thế anh em ạ. Bẫy ở cái lỗ bèo này hay gặp ở cá to đấy. Đây rồi anh em ơi. Dậy này. Vào đây đi. Đây rồi anh em ơi. Mày dậy này. Nếu các bác anh em ơi, đây đây rồi anh em ơi, đây rồi đấy các bác ơi. Phê một quả đẹp thế. Đẹp, quả này đẹp đấy, to nhỉ các bác nhỉ. Này rô cho nó bằng ươm này. Trời. Màu. Câu rô đồng nó phải thế này anh em ạ. Giật nó mới sướng. Trời ơi, hôm nay còn to anh em ơi.
Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Ơi, anh em ta cho mấy con này vào nướng đi. Nướng ăn ăn chiều bác. Thì sáng thì em chưa ăn cái gì ấy. Để mà nói mà lên được những chú cá rô như thế này thì thực sự là đã các bác ạ. Về quá. Cỏ nhỉ. Tức là anh em đến là một con to này, hai con to, 3 4 5 được 6 con to, 7 con to các bác ạ. Giờ những con to này thì nó rất là đã luôn. Anh em ta giờ trong nướng nướng 3 con quá nhá. Nướng 3 con mới em có ít khoai ăn đủ lo. Bãi đẹp cực kỳ luôn. Như vậy bây giờ đã là 4 giờ rồi anh em ạ. Em câu từ sáng nhỏ chưa ăn một cái gì luôn. Câu nó ham quá hình ra không thấy đói. Hôm mua mấy củ khoai anh em nướng ăn nhé. Mẹ nướng ít cá rô ăn. Ở cái bếp này nướng tiện lắm anh em ạ. Bỏ ra cái là nướng luôn. Hơi cập kênh nhỉ. Cho chân này đây cho nó cao. Để bớt nước đi. Ô, anh em ơi, cá đẹp chưa? Các bác nhìn này. Hôm nay nó còn rơi, bị rơi mất mấy con to anh em ạ. Các bác nhìn này, nó rơi mất mấy con to ấy không mình. Quả thật thổi trái quá. Có cái quả thổi nó tiện lắm. Ô, than ở hồng rồi anh em ạ. Này đi chạy qua chợ tiện mua ít khoai. Này can. Khoai này chẳng cần mình rửa đâu các bạn. Mình nướng mà, tí bóc vỏ, để cá vậy anh em tí cạo vỏ này không cần rửa. Cho hai củ này mấy con này no luôn anh em nhé. Bếp này nó nướng nó tiết kiệm than lắm. Nó không bị mất nhiệt mấy. Anh em ta nướng khoai trước nha. Đó. Đặt lên tiện lắm. Hai củ khoai trước này. Cá thì nướng xong. Ui giời. Cái này xuống ra nhé.
Ok anh em, thế là anh em ta nướng xong rồi các bác ạ. Giờ anh em ăn thôi, đói quá rồi anh em ơi. Khoai này thì cứ để hầm hầm tí, anh em ăn cá trước các bác nhé. Ủa, cá này ngon phết anh em ạ. Hôm nay đi đường xa thì không uống bia, anh em ta chỉ uống nước lọc rồi, tí còn về. Rồi công an ở Hải Phòng họ thổi nồng độ cồn kinh lắm các bác ạ. Anh em nhìn này, vừa thử miếng cá mà ngon quá các bác ạ. Con này kiểu nó già đời đấy, thịt nó đang thớ luôn. Nướng kiểu này đúng kiểu quê ngày xưa các bạn. Rồi, từng thớ thì to. Mời các bác ăn cá mềm nhá, đói quá. Ngon quá. Làm cái thì em lá lốt chấm hết bài. Cá nướng cuốn lá lốt các bạn. Tuyệt vời luôn. Quá lạ. Thịt nó ngon thật các bạn. Các bạn nhìn này. Các bạn hớ hớ một. Ăn bốc thì cảm giác trông nó hơi bẩn bẩn một chút ạ, nhưng mà ăn rất là ngon. Ý hệt cái thời của xưa bọn em đi chăn trâu, bắt con cá rô lên xong rồi cũng nướng với nhau như này các bạn. Ăn con cá thì nhớ về ngày xưa. Khoảng giờ đã 30 tuổi rồi. Cái thời chăn trâu chắc là từ cái thời khoảng mình 7-8 tuổi các bạn. Đến bây giờ hai mấy năm rồi. Khoảng 20 năm về trước thì thường thường là sẽ có những cái cánh đồng và những con cá như này. Nhưng bây giờ hiếm lắm các bạn. Cá này ăn với lá lốt thì đúng là hết bài các bác ạ. Này các bác nhìn thịt của nó này. Cứa chúng ta nó ra từng thớ một thì các bác nhìn chưa. Đấy cái mù này các bác ơi. Đây. Cho mấy miếng vào cuốn mì lá lốt ăn hết bài luôn. Làm ớt đây các bạn này. Trông thì nó bẩn bẩn thế này hồi mà ăn rất là ngon các bạn. Đó, chấm một miếng thật to. Chấm một miếng thật to. Ừ.
tuyệt vời luôn. Rồi anh em ta về nào. Còn cái mớ này tí về cho vào rán các bạn. Ok. Đẹp mình tô đẹp thật các bạn. Mứt mượt.